Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình khoe cây đào, cây bông đào của nhà mình các bạn. Cây bông đào này nó có cũng lâu rồi các bạn, khoảng chừng hai mươi mấy ba chục năm nay các bạn. Mình cũng không khi nào để cho nó lớn, hãy mà nó vừa cao cao mình đã tỉa cắt bớt các bạn. Nhưng mà bông đào thì cũng dễ trồng lắm, khi mà cái cây mình trồng xuống rồi nó lên cứng cáp rồi các bạn. Cũng không có cần tưới nước nhiều nữa. Như cây đào này nè, cả năm rồi đó mình cũng không để ý tới đó, mình cũng không có tưới nước nữa các bạn, tại vì nó nằm ở bên hông cái nhà mình á, mình không có để ý. Rồi mỗi năm á, nhiều khi năm nào mà có mưa nhiều á thì nó ra bông nhiều lắm, còn những năm mà mưa ít á mà mình muốn cho nó ra bông á thì mình tưới nước thì nó mới ra bông các bạn, còn không á, thì nó cũng ra bông ít lắm. Cũng như năm nay đó, mình cũng không để ý tới nó nữa. Thì mình thấy cây đào năm nay tự nhiên sao nó bông đẹp quá. Mình đi bên hông nhà để mình mở cửa hông để mình làm vệ sinh đó các bạn, dọn dẹp lá cây rồi đó. Thì mình thấy nó nở đẹp quá cho nên mình quay để chia sẻ với các bạn. Nói chia sẻ cho thật sự là khoe đó các bạn. Cây đào này hồi đó mình mua nhà này là nó có sẵn rồi các bạn, mà mình ở nhà cũng hai mấy ba chục năm rồi, trước đó nó đã có rồi các bạn, mình không biết cây đào nó có từ năm nào nữa. Rồi mà mỗi năm các bạn nhiều khi nó cũng có ra bông ít nhiều thôi, mình muốn mà nó ra bông nhiều thì mình tưới nước hoặc là mình vô phân các bạn, mình vô phân nó ra bông đầy luôn. Có năm mình để ý tới nó đó, mình vô phân tới chừng nó ra toàn đầy cây luôn, nghẹt luôn, toàn là bông không, nhiều gấp 3 lần như cây này đó các bạn. Những năm đó thì mình không có để ý tới nó nhiều, rồi cũng 5-6 năm nay mình cũng không có dòm ngó tới nó các bạn. Hãy mà nó lên cao cái mình tỉa bớt, lên cao mình tỉa bớt, mình không có cho nó lên cao các bạn. Nhưng mà cây đào thì bông rất là nhiều, bông nhiều lắm. Mình mà chịu khó tưới nước, săn sóc nó hoặc là vô phân á, bạn biết cây này rất là đậu nhiều bông nha. Tại vì nó nằm ở bên hông mình cũng không để ý tới nó nữa. Có hai loại đào, nhưng mà cái trái đào mình trồng mình ăn á thì nó cũng có bông, nhưng mà cái bông nó không có nhiều bằng cây bông đào. Cái này là đặc biệt là cứ là bông không các bạn, không có trái, cho nên cái cây này bông nhiều khi ra nghẹt luôn, từ trên xuống dưới nghẹt luôn. Có những năm mà nó ra bông rồi, cái trời mà đông đá các bạn, đông đá nó làm cái bông này nó thành bông giống như bông trong nước đá luôn á, một lớp lớp đá nó phủ đầy cái bông này luôn các bạn. Mình chụp vô lên cái bông giống như cái bông giả rồi đó, toàn là nước không, nước đá nó phủ đầy đó. Rồi mình chỉ chia sẻ cái video cây bông đào của bên hông nhà mình cho các bạn xem. Đây. Chứ chung quanh mình cũng có, trước nhà cũng có nhiều cái bông rất là đẹp các bạn. Để có dịp những cái bông nó ra mình sẽ quay cho các bạn, giờ mình chia sẻ các bạn xem những cái bông nha. Giờ chỉ có vậy thôi. Video của mình tới đây tạm dừng các bạn. Các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ video mình nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.